Chào mừng các bạn đến với kênh Nước Game Minh. Hôm nay mình chơi cái cảnh là nhiệm vụ thực vật cao cấp các bạn. Ở trong nhiệm vụ thực vật cao cấp này thì có sự xuất hiện của cây cỏ điện, cây đậu năm đầu và cây hoa hoa băng các bạn. Cây hoa băng này thì nó rất là quyền lực. Trồng cây hoa băng này xuống là tất cả các bia mộ này bị phá hủy hoàn toàn các bạn. Và sau hơi đó thì nó sẽ mọc trở lại, nhưng mà nó mọc những cái bia mộ giả lên các bạn. Trong cảnh này thì có sự xuất hiện của cây đậu năm đầu. Cây đậu năm đầu này thì sử dụng rất là ok. Zombie đã tấn công vào rồi các bạn, rất là đông. Những ngôi mộ giả này thì nó mọc lên như nấm vậy các bạn. Con zombie nó chơi dơ, nó liếm cục xương, nó quăng ra mà cái mộ tự mọc lên. Mộ này là mộ đất các bạn, chứ không có như cái ngôi mộ lúc nãy. Ngôi mộ lúc nãy là ngôi mộ nó bằng đá, còn cái này là bằng đất à. Mấy ngôi mộ này thì nó không có bằng, không có cứng bằng cái ngôi mộ lúc nãy. Zombie thì vào rất là đông rồi các bạn. Zombie toàn zombie hiện đại không. Mấy con zombie này thì nó bị cây hoa băng. Cây hoa băng này nó khống chế nên những cái con zombie này nó bị đóng băng và đi rất là chậm các bạn. Zombie cùi bắp. Cây đậu năm đầu. Một kiệp tác rất là hay các bạn. Cây hoa băng này thì giúp chúng ta đẩy lùi những cái con zombie đang tấn công sâu vào bên trong các bạn. Và bao gồm những con zombie nó đang từ bên ngoài tiến vào bên trong. Cây cỏ điện làm việc rất là cật lực các bạn, làm việc hết công sức. Còn zombie thì nó vào rất là đông, một lũ zombie thật là kinh khủng. Và cây hoa băng đã khống chế những con zombie này các bạn, khống chế những cái con zombie làm cho nó bị lạnh và đi chậm lại. Zombie đã khống chế từ từ rồi các bạn. Và còn một hàng zombie này nữa là chúng ta có thể khẳng được. Thì mà con zombie nó ăn cái hạt đậu đỏ vào thì nó sẽ bị sình bụng các bạn. Và làm cho những cái con zombie ở phía sau cũng bị nhiễm độc. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới. Và cảnh tiếp theo thì có sự xuất hiện của cây hoa băng nữa các bạn. Và cây đậu Hà Lan, cây súng đậu. Cây súng đậu này thì nó cũng khá là mạnh các bạn. Nó đang ở level 4. Trong cái cảnh này mình ghét nhất là cái con zombie bạch tuộc các bạn. Zombie bạch tuộc này nó rất là vô duyên. Và những cái cây của chúng ta thì trồng khi mà con bạch tuộc nó quăng cái con bạch tuộc vào, bạch tuộc con các bạn vào, thì nó sẽ ôm những cái cây hoa của chúng ta làm cho nó không thấy đường để chiến đấu nữa các bạn.
bên cạnh đó thì có cây nấm nhân đôi. Nếu mà cây nấm nhân đôi mà nó tiêu diệt được con zombie nào thì ngay chỗ mà con zombie nó bị ngã xuống đó các bạn, nó bị tiêu diệt thì nó sẽ nhân lên một cây nấm. Zombie mà tụt vào khá là đông, cộng lại những cái con zombie kia nữa các bạn, những cái con zombie mà nó đi zombie hiện đại quá nhiều. Trong cái cảnh này thì nếu như mà mình có bơm khoai tây là mình đã tiêu diệt gọn bọn zombie này rồi các bạn, tại vì cái cây nấm nhân đôi này nó rất là yếu. Tiêu diệt những cái con zombie này thì cũng khá là chậm chạp các bạn. Nếu như mà mình có cái quả bom khoai tây thì mình đã hạ gục bọn zombie này từ lúc nãy giờ rồi. Zombie quá đông nhưng mà cuối cùng thì mình cũng hàng thắng rồi các bạn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra lô mới. Lịch phát sóng của kênh mình thì up vào 11 giờ trưa và 20 giờ 23 phút vào mỗi tối nha các bạn. Nếu như mà bằng ngày mình up không được thì bằng đêm mình sẽ up. Các bạn nhớ đón xem và theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.